miền ấy. Ô, có canh mì tôm kia, sao không ăn canh mì tôm để vẫn múc nước lá đây em? Ăn cái này con, ăn cái này, ăn mì tôm làm chan đâu mà. Thôi, nó không chan đâu, mai ạ. Không thích chan đúng không? Ừ, đấy. Nó ăn lẫn, nó ăn thế đó. Thế ăn thơm nước, nó không biết ăn đâu. Ăn mì tôm. Năm ngoái hồi đó không đi học, còn đi vào tập trên kia kìa. Có vài người gần ạ, ngồi gần ạ. Thôi rồi xin nào, ca ca. Thanh ơi, Thanh múc chờ. Nó nói chuyện với nhau, nào ca ca. Đây múc cái... Chị chắc chè quá. Ăn ngon ngon múc mì tôm này này Thanh ơi. Mì tôm à. Nào ca ca thì chị ra tè con ăn. Ca ca mình sẵn đây. Nào ca ca là ngon ngon. Em hỏi lên canh cô giáo nấu có ngon không? Ca ca. Dù nó có nói là ngon nó cũng không hiểu ý nghĩa ngon là cái gì đâu. Nào ca ca. Nào ca ca. Nào ca ca. Nào ca ca. Ăn đi con chua. Chanh. Ăn ngon này. Năm ngoái ở chị đi bên ti ti kìa. Để tủ không để được đấy chứ. Đúng không? Không, nó ở trên này thôi. Ở trên mảng chính rồi. Giống như bên này này. Bên này. Giống như bên này này, bên kia em dỡ lại. Đợt này đi đón lâu vậy nhỉ? Hay là họ chưa lên đến nơi nhỉ? Chắc đợt này trơn rồi. Khả năng là họ chưa lên đến chỗ mà họ đón mình ấy. Đường đợt này trơn rồi.